hãy cùng nhau hướng tới căn nhà pha lê sáng chóa hoàn hảo thật sự. Giờ thì chúng ta đã có thể ở cạnh nhau mỗi phút mỗi giây cho tới cuối cuộc đời. Cái gì? Lấp lánh, lấp lánh, lấp lánh. Cậu làm gì ngăn cậu ấy lại đi. Easy thật sự là một cơn ác mộng với tất cả chúng ta luôn á. Nó sẽ là một biểu tượng.